nhiên, nếu xét riêng về mặt thể chất thì đó là giai đoạn mà chúng ta sẽ nhận thấy sự suy giảm rõ rệt của các chức năng trong cơ thể và thông thường là từ lứa tuổi 60 đổ lên. Thì khi bước vào một giai đoạn mới mà nếu như chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ những cái hành trang cần thiết thì cảm xúc mang theo thường là bỡ ngỡ, hoang mang và đôi khi là sợ hãi. Thì một trong những cách để chủ động cải thiện cái tình hình này đó là có thể cho mình những cái kiến thức về sức khỏe nền tảng để có thể vững vàng hơn khi bước vào cái giai đoạn mới. Thì để chuẩn bị cho một tuổi già khỏe mạnh và an vui, những cái việc này nó không quá xa lạ và ít nhiều đã được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hệ thống hóa lại cái bức tranh toàn cảnh cùng những điểm lưu ý chính đối với những gì có thể chủ động chuẩn bị được trong giai đoạn rất là đặc biệt này. Trước khi bước vào nội dung chính của bài chia sẻ thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để nói về vai trò của người chăm sóc. Thì nếu như cha mẹ bước vào giai đoạn tuổi già thì đồng nghĩa những người con sẽ cần phải thích nghi với một vai trò mới, đó là chăm sóc cho cha mẹ mình. Thì đối với vai trò này chúng ta cần những lưu ý như sau. Đầu tiên là đặt mình vào vị trí của cha mẹ để có thể phần nào thấu hiểu được những cái tâm tư tình cảm cũng như là chấp nhận được trạng thái mới cả về thể chất cũng như là tinh thần của cha mẹ, để từ đó có được cái thái độ tích cực trong đối xử một cách tôn trọng và khéo léo. Khi thực hiện những cái hành động chăm sóc thì chúng ta nên khuyến khích và nuôi dưỡng sự độc lập của cha mẹ. Thì sự độc lập nó rất là quan trọng vì đó là cái điều kiện cần thiết để giúp tạo ra những cái kích thích thần kinh có lợi, giúp và duy trì cái sự minh mẫn cho người lớn tuổi. Thì sự độc lập này có thể được thực hiện thông qua những cái hành động tự chăm sóc bản thân cũng như là duy trì những cái hoạt động thường ngày mà cha mẹ vẫn có thể tự làm được. Đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp với cha mẹ thì chúng ta sẽ hoàn toàn không áp đặt mà ở vai trò lắng nghe, thảo luận và đưa ra những cái hỗ trợ cần thiết. Và đối với những cái kế hoạch lớn nhỏ trong gia đình thì những người con sẽ gánh vác cái trách nhiệm để thực hiện cũng như là tổ chức. Và quan trọng nữa đó là người chăm sóc cũng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cả về thể chất cũng như là tinh thần, thì khi đó cái năng lượng chúng ta trao đi mới có thể tích cực. Và bước vào nội dung chia sẻ chính thì chúng ta sẽ lần lượt tích lũy dần từng gói hành lý như sau để có thể bước vào một cái hành trình một cách vững vàng nhất. Đầu tiên đó là chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh là những gì cần phải làm. Thứ hai là tạo điều kiện để tâm hồn ngập tràn niềm vui. Và cái thứ ba đó là tổ chức một cuộc sống an toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung đầu tiên, chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh. Một cơ thể khỏe mạnh thì đòi hỏi có nhiều quá trình cần phải được đảm bảo. Thì trong số đó thì có một quá trình luôn xảy ra liên tục trong cơ thể của chúng ta, đó là nhập vào, chuyển hóa và thải ra. Thì nếu như từ giai đoạn nhập vào chúng ta có thể lựa chọn được những chất bổ dưỡng có lợi cho cơ thể cũng như là tránh những chất gây hại thì quá trình sau đó sẽ được diễn ra một cách thuận lợi và lành mạnh. Một khi mà chúng ta mắc những cái bệnh lý về chuyển hóa thì các thuốc điều trị sẽ tác động lên quá trình chuyển hóa hoặc là thải ra. Nhưng nếu mà từ quá trình nhập vào chúng ta vẫn duy trì những cái thói quen gây hại cũ thì hiệu quả điều trị cũng khó lòng mà đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh và cũng là hai cái nhân tố chính tác động trực tiếp đến cái quá trình nói trên, đó chính là dinh dưỡng và vận động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những điều cần lưu ý đối với hai vấn đề này. Đối với dinh dưỡng thì đầu tiên đó là nước uống. Thì nhu cầu cơ thể sẽ cần đến 1,5 đến 2 lít nước tinh khiết trong một ngày. Vậy thì làm thế nào để mình biết là mình đã cung cấp đầy đủ lượng nước uống cho cơ thể? Thì chúng ta có thể quan sát cái lượng nước tiểu. Nếu như lượng nước tiểu được tạo ra gần như tương tương tự cái lượng nước mà mình uống vào, thì và cái màu sắc của nước tiểu của chúng ta là có màu vàng trong, thì có nghĩa là mình đã cung cấp đủ cái lượng nước cho nhu cầu của cơ thể. Thì xin lưu ý rằng với cùng cái lượng nước uống như vậy mà nếu chúng ta chỉ sử dụng khoảng 50% là nước tinh khiết thì cái hiệu quả lọc cũng như là hiệu quả cân bằng môi trường trong cơ thể nó sẽ kém hơn so với việc là chúng ta cung cấp đầy đủ 1,5 đến 2 lít nước tinh khiết cho một ngày. Đối với dinh dưỡng đến từ thực phẩm
Thì điều đầu tiên đó là cần phải đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm đã. Rồi, tiếp theo đó là cái khẩu phần ăn cho từng cái bữa ăn nó sẽ cần phải cung cấp đầy đủ những cái chất thiết yếu cho cơ thể và cung cấp được cái năng lượng tầm khoảng 35 đến 40 kcal cho 1 kg cân nặng. Thì để đạt được cái mục tiêu như vậy thì chúng ta có thể thực hiện một cách tương đối đơn giản và tổng quát như sau. Trước hết là chúng ta sẽ thấy là có bốn cái nhóm thực phẩm mà mình cần phải đưa vào cơ thể, đó là tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Thì về tỷ lệ thì nếu như chúng ta trải tất cả những thức ăn lên một cái đĩa phần trung bình như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ của nó sẽ là một tinh bột, một đạm và hai rau quả. Về lượng thì nó sẽ được gia giảm theo cái nhu cầu của cơ thể. Nếu như một ngày nào đó mà chúng ta có thể hoạt động thể chất nhiều, giả sử như làm vườn hay là tham gia những cái hoạt động bên ngoài trời thì chúng ta có thể ăn nhiều hơn một chút. Và ngược lại, nếu mà ngày hôm đó chúng ta dự là sẽ nghỉ ngơi thì cái lượng thức ăn cũng nên cần nhẹ bớt để phù hợp với cái nhu cầu nghỉ ngơi chung của cả cơ thể. Về loại thì đối với từng cái nhóm thực phẩm thì chúng ta cố gắng trong khả năng của mình, trong cái điều kiện mình có thể thực hiện được thì đa dạng hóa cái thành phần chủng loại của từng cái nhóm thực phẩm. Giả sử như đối với tinh bột thì bên cạnh cơm gạo thì mình còn có các loại đậu hạt, khoai. Đối với đạm thì chúng ta có cái nguồn động một cái đạm động vật rất là đa dạng. Bên cạnh đó cũng đừng quên cái nhóm đạm đến từ thực vật, đặc biệt là các loại đậu, một số loại nấm và một số loại rau có màu xanh đậm. Tương tự thì đối với rau quả chúng ta cũng ăn đa dạng, cái dĩa thức ăn rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Đó là trong cái trạng thái là tối ưu có thể. Còn nếu mà chúng ta khó mà chuẩn bị được một bữa ăn mà đầy đủ đa dạng nhất có thể thì chúng ta có thể xen kẽ ngày này qua ngày khác và thay đổi cái thành phần của các cái món. Đối với chất béo thì bên cạnh cái nguồn chất béo sẵn có bên trong thực phẩm, ví dụ như là trứng, sữa, thì khi mà chúng ta chế biến cũng có thể thêm một ít dầu, đặc biệt là dầu ô liu rất là tốt cho sức khỏe. Và một cái nguồn dinh dưỡng nữa đó là đến từ dưỡng khí. Cái phần này thì nó sẽ đến từ cái là cách là chúng ta làm sao để cung cấp cho cơ thể một cái chất lượng không khí mà chúng ta hít thở nó được sạch, nó được trong lành nhất có thể. Thì cái phần này sẽ được nói kỹ hơn ở cái nội dung thứ ba. Như vậy thì tập hợp cả dinh dưỡng đến từ nước, đến từ thực phẩm và đến từ dưỡng khí sẽ từ cái giai đoạn mà nhập vào như vậy thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chuyển hóa và tạo ra những cái chất cần thiết cho cái nhu cầu của cơ thể của mình. Đối với dinh dưỡng, những điều cần hạn chế đó là gì? Thì cho dù là chúng ta tự chế biến hoặc là mua sẵn những cái thức ăn có sẵn thì chúng ta cũng cần là hạn chế tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều muối, chất béo không có lợi, chẳng hạn như là chất béo đến từ mỡ động vật, từ thức ăn công nghiệp như là thức ăn nhanh hay là từ các loại bánh ngọt ở đóng gói sẵn, hoặc là sử dụng cái dầu chiên mà sử dụng chiên đi chiên lại nhiều lần cũng không tốt. Tương tự như vậy, tiêu thụ với lượng nhiều và thường xuyên cái những cái thức uống có cồn thì bên cạnh là sẽ đưa vào cơ thể một cái nguồn năng lượng khó mà kiểm soát, thì bên cạnh đó nó còn gây hại cho hệ tiêu hóa cũng như là hệ thần kinh của chúng ta. Nếu như nhìn những cái hình ảnh này thì chúng ta thấy đây là những cái món ăn mà có vẻ rất là ngon miệng, và đặc biệt là chúng ta sẽ có khuynh hướng là càng thích tiêu thụ những món ăn như vậy khi mà mình đói nhiều hoặc là khi mà chúng ta căng thẳng nhiều. Nhưng nếu mà tạo thành một cái thói quen là tiêu thụ quá thường xuyên những thực phẩm có nhiều dầu mỡ, nhiều đường, nhiều chất phụ gia và đôi khi là có chất bảo quản nữa thì sẽ đem lại những cái hệ lụy không tốt cho sức khỏe và đặc biệt cho sức khỏe của đường tiêu hóa của mình. Thì đối với thực phẩm thì khi mà chúng ta chế biến và bảo quản thì cũng xin lưu ý là đối với thực phẩm mà về rau củ đã nấu chín thì chúng ta nên ăn trong ngày và không nên để qua đêm. Và bên cạnh đó thì cũng nên chế biến những loại thực phẩm mà không có cần phải để quá lâu ở trong tủ lạnh và hâm đi hâm lại nhiều lần.
để tránh cái việc là thứ nhất là mất đi cái hàm lượng dinh dưỡng mà có trong thực phẩm, thứ hai là lại tạo thêm cái điều kiện để cho thực phẩm chuyển hóa thành những cái chất không có lợi cho cơ thể như là những nitrit, và tạo điều kiện cho cái nấm mốc nó phát triển thì rất là không tốt cho sức khỏe. Và xin khuyến khích quý bà con cô bác là chúng ta nên tự chế biến những cái bữa ăn hàng ngày hơn là đi mua sẵn. Tại vì khi mà chúng ta tự chế biến thì mình mới có thể chủ động dựa trên những cái kiến thức về dinh dưỡng cũng như là tất cả những cái tình cảm của mình đưa vào cái bữa ăn, tạo được một cái bữa ăn giàu dinh dưỡng và nó phù hợp với cái nhu cầu về dinh dưỡng của chính bản thân cũng như là gia đình của mình. Thì về dinh dưỡng, những điều nên làm đó là những gì? Thì đầu tiên hết đó là nên ăn thức ăn mềm, vì thức ăn mềm sẽ phù hợp với hệ thống răng lợi cũng như là hệ tiêu hóa ở người lớn tuổi. Tiếp theo là chúng ta nên chia nhỏ bữa ăn và không nên ăn quá no, đặc biệt là vào bữa ăn tối. Nên ăn khoảng no khoảng 70% và nên cách cái giờ đi ngủ tối thiểu là từ 2 đến 3 giờ. Tiếp theo là nên uống đủ nước và đặc biệt là không đợi khát nước thì mới uống. Và cũng không nên nhịn tiểu, vì nếu mà chúng ta duy trì cái thói quen nhịn tiểu thì nó sẽ càng làm trầm trọng hóa cái vấn đề mà tiêu tiểu không kiểm soát về sau nếu mà có xuất hiện. Khi mà đối với người chăm sóc thì chúng ta cũng quan sát và tìm cái nguyên nhân khi mà thấy cha mẹ có khuynh hướng là chán ăn, bỏ ăn, hoặc là nếu không ở gần thì sẽ thấy cái biểu hiện là họ có thể tăng cân hoặc là sụt cân bất thường, để xem là nguyên nhân ở đâu và tìm cách hỗ trợ. Thì đa phần cái nguyên nhân sẽ đến từ nguyên nhân tâm lý, nhưng mà cũng đôi khi nó cũng có thể là do cái thức ăn nó không đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Chẳng hạn như là đến một giai đoạn nào đó, cha mẹ sẽ có mong muốn ăn những thức ăn thanh nhẹ hơn, phù hợp với cái nhu cầu về năng lượng của mình hơn. Nhưng mà nếu mình vẫn cung cấp những cái thức ăn mà nó quá nhiều năng lượng như là thịt heo, thịt bò, hải sản thì đôi khi nó sẽ không phù hợp và không đúng với cái nhu cầu mà cha mẹ được mong muốn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu những cái nguyên nhân đằng sau đó là gì để cùng cải thiện. Và một điều nữa đó là khi mà người lớn tuổi có bệnh nền thì cần có một cái chế độ ăn phù hợp. Thì để biết là có bệnh nền hay không thì chúng ta nên đưa cha mẹ đến khám tổng quát định kỳ tối thiểu là 1 năm 1 lần. Và nếu như có một cái bệnh lý nền nào đó được phát hiện thì bác sĩ sẽ tư vấn một cái chế độ ăn phù hợp tương ứng. Thì như vậy thì cái tiên lượng bệnh nó mới có thể cải thiện cùng bên cạnh cái điều trị bằng thuốc. Và một điều cũng rất là quan trọng nữa đó chính là cái chất lượng bữa ăn, không chỉ là chất lượng của thực phẩm mà là chất lượng của không khí bữa ăn. Thì chúng ta tạo ra một cái môi trường khi mà cùng giao tiếp, cùng ăn uống và cũng cùng kết nối để tăng cái chất lượng tình cảm ở trong gia đình. Tránh việc là mỗi người thu mình riêng về một góc với một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính bảng hay một cái công cụ thông minh nào đó, mà nên tạo ra một bữa ăn thực sự là chất lượng cả về cái chất cũng như là cái thần. Thì nếu như đối với dinh dưỡng, đó là chúng ta sẽ chủ động đưa vào cơ thể những cái chất có lợi ở cái quá trình là nhập vào. Thì tiếp theo là vận động sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa cũng như là đào thải được thuận lợi và lành mạnh hơn. Như vậy thì vận động sẽ có ích lợi gì đối với sức khỏe của chúng ta? Thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy cái hiệu quả rất là rõ ràng của vận động trên cơ thể. Thì với cái lứa tuổi lớn tuổi thì sẽ dần dần xuất hiện những cái vấn đề về sức khỏe như là sa sút trí tuệ, như là vấn đề về cơ xương khớp, dễ bị trầm cảm, sự xuất hiện của các bệnh lý như là ung thư, các bệnh lý về chuyển hóa, bệnh lý tim mạch và tất cả những vấn đề có thể đưa đến tử vong ở người lớn tuổi. Thì khi mà chúng ta vận động một cách điều hòa và thường xuyên thì sẽ giúp giảm nguy cơ của tất cả những cái vấn đề này. Tuy nhiên, cái vấn đề vận động thì nó cũng khó được thực hiện do là cái yêu cầu tự giác cũng khá là cao và sau đó là cần phải hình thành được cái thói quen và được duy trì hàng ngày. Thì để thực hiện được cái điều này thì chúng ta cần có một cái động lực lớn. Như vậy thì để xây dựng một cái động lực lớn để duy trì một cái vận động hàng ngày thì chúng ta cần phải hiểu được
cái tác động tích cực của vận động lên sức khỏe của chúng ta là như thế nào. Thì hầu hết là những cái bệnh lý ở màng tính mắc phải được hình thành là do cái sự ứ động cũng như là tích lũy những cái chất có hại trong cơ thể trong cái thời gian dài, từ đó dẫn đến là chức năng các cơ quan sẽ bị suy giảm và cái cơ chế điều hòa cái hoạt động của những cơ quan đó cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì khi mà mình vận động cho dù là bất cứ dưới hình thức nào thì sẽ xảy ra ba cái quá trình như sau. Đầu tiên là quá trình về động học, thì khi đó nhịp tim chúng ta sẽ được tăng lên, nhịp thở tăng và cái tuần hoàn máu nó cũng sẽ được tăng, và cái kết quả của cái động học này sẽ giúp cho hạn chế cái vấn đề là tắc nghẽn. Tiếp theo là quá trình sinh hóa, thì chúng ta sẽ thấy là có sự tăng trao đổi chất, khi đó có nghĩa là chúng ta sẽ tăng hấp thụ những chất dinh dưỡng có lợi như là oxy, các vitamin và khoáng chất từ bữa ăn, và bên cạnh đó cũng sẽ tăng đốt cháy năng lượng từ đường mỡ để tạo năng lượng có ích cho cơ thể, và bên cạnh đó cũng sẽ đào thải và thúc đẩy cái tiến độ đào thải của những cái chất không có lợi cho cơ thể ra ngoài. Bên cạnh đó thì vận động cũng sẽ giúp cho giảm cái hiện tượng viêm kéo dài trong cơ thể. Thì hiện tượng viêm này có thể hiểu nôm na đó là cái trạng thái căng thẳng, trạng thái stress ở mức độ là tế bào, và cái trạng thái này nó cũng là một trong những cái yếu tố mà góp phần làm tăng cái vấn đề về tắc nghẽn ở trong cơ thể. Một cái quá trình thứ ba đó là quá trình về thần kinh. Thì khi mà chúng ta vận động thì cái hệ thần kinh tự động sẽ được điều hòa. Thì hệ thần kinh tự động đó là cái hệ thần kinh mà nó giúp cho các cái cơ quan nội tạng trong cơ thể được hoạt động một cách nhịp nhàng, như là tim đập, như là phổi chúng ta giãn nở, như là ruột chúng ta co bóp và thận thải những cái chất độc trong cái cơ thể. Thì hệ thần kinh tự động khỏe mạnh nó sẽ giúp cho các cái cơ quan nội tạng được hoạt động một cách nhịp nhàng và lành mạnh. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta vận động với một cái sự thư thái dễ chịu thì cũng sẽ giúp tạo ra một cái hormone rất là đặc biệt, đó là endorphin, và đây là một cái chất giảm đau tự nhiên nội sinh mà rất là an toàn. Vậy thì cái tác động của cả ba cái quá trình này sẽ giúp cho cái tế bào của chúng ta được khỏe mạnh và toàn vẹn. Thì một tế bào khỏe mạnh nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ thăng bằng, và thứ hai nó sẽ giảm được những cái nguy cơ mà bị đột biến, cái khả năng sửa chữa của nó sẽ được tăng lên, và cái thứ ba là cái tuổi thọ của tế bào cũng sẽ được kéo dài. Và khi mà mỗi một tế bào của chúng ta được khỏe mạnh thì cả cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Một khi đã hình thành được cái động lực để có thể vận động thì những điều chúng ta nên làm là gì? Đầu tiên là tìm hiểu bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình, không nên ráng làm theo số đông mà cần lắng nghe cơ thể cũng như là tham khảo ý kiến của bác sĩ cũng như là các chuyên viên về vật lý trị liệu để có bài tập một cách cá thể hóa phù hợp với bản thân mình. Mức độ vận động nên là nhẹ nhàng, được duy trì tầm 30 đến 45 phút một ngày, và chúng ta thực hiện như vậy đều đặn mỗi ngày. Lựa chọn những cái tư thế đảm bảo sự thăng bằng mà không có tăng cái nguy cơ té ngã, cũng như là đặc biệt là không có gây đau ở bất cứ cái vị trí nào trong cơ thể. Thì trước khi vận động thì chúng ta cũng chuẩn bị cho cơ thể được thích nghi bằng cách là uống đủ nước và tập những cái bài tập khởi động nhẹ nhàng. Trong cái điều kiện tối thiểu thì cũng khuyến khích người lớn tuổi sẽ có thể tự làm được những cái việc cá nhân như là chăm sóc bản thân hay là duy trì những cái hoạt động mà đó giờ họ vẫn có thể thực hiện được. Thì điều này rất là quan trọng như đã trình bày ở phần đầu, thì nó sẽ giúp cho cái duy trì cái hệ thần kinh cũng là những nhận thức được lành mạnh ở người lớn tuổi. Và khi mà chúng ta vận động thì tạo điều kiện để có thể tiếp xúc được với con người, thiên nhiên và ánh sáng, đặc biệt là những con người tích cực. Thiên nhiên thì sẽ giúp cho mình có được nguồn dưỡng khí trong lành, và ánh sáng sẽ có được cái nguồn vitamin D tự nhiên giúp cho xương chắc khỏe và tinh thần cũng được sảng khoái. Và cái năng lượng này nó sẽ tích cực hơn nhiều so với việc là chúng ta tập ở cái môi trường là phòng kín và ít nhiều là cô lập. Và cũng như dinh dưỡng, đối với người chăm sóc thì khi mà người thân lớn tuổi của mình từ chối vận động thì chúng ta nên dành thời gian để lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân và có những cái biện pháp để hỗ trợ cải thiện. Giả sử như nếu cha mẹ mình muốn đi bộ nhưng lại có vấn đề là đau lưng thì chúng ta cần phải đưa cha mẹ đến khám để chữa cái cơn đau cấp. Sau đó sẽ có những cái bài tập để giúp cho cái phần lưng được chắc khỏe, và sau một cái thời gian để cho phần lưng được phục hồi
thì khi đó cha mẹ có thể bắt đầu tập những cái bài tập như là đi bộ. Bên cạnh những cái nguyên nhân về mặt thể chất thì cũng có thể có những nguyên nhân về mặt tâm lý, chẳng hạn như là sợ té ngã. Thì khi đó chúng ta khi mà tìm hiểu được rồi thì có thể trang bị giúp cho cha mẹ những cái giày dép phù hợp có độ bám tốt, hoặc là những cái công cụ giúp cho những cái bước đi được an toàn hơn. Thì trong bất kỳ tình huống nào thì chúng ta cần phải lắng nghe và không có áp đặt, tìm hiểu được cái nguyên nhân sâu xa của những vấn đề này là gì để có thể cùng cải thiện. Như vậy là chúng ta đã đóng được cái gói hành lý đầu tiên, bao gồm hai cái vật chính, đó là vấn đề về dinh dưỡng và vận động. Sau đây chúng ta sẽ bước tiếp tục cái gói hành lý thứ hai là những gì có thể thực hiện để tạo được cái điều kiện để tâm hồn chúng ta ngập tràn niềm vui. Nếu như đối với sức khỏe thể chất thì những cái phương pháp để cải thiện dinh dưỡng cũng như là vận động đã được nghiên cứu rất là nhiều rồi, thì đối với sức khỏe tinh thần thì đây lại là một cái khoa học đầy mới mẻ và cũng chưa được quan tâm phát triển. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì nền tảng để có được một cái sức khỏe tinh thần tốt có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc mà chúng ta có thể chủ động luyện tập để có được, thứ nhất là những suy nghĩ tích cực, thứ hai là những cái hành động chủ động dựa trên những vấn đề mà bản thân mình có thể lựa chọn cũng như là chuyển hóa và thay đổi. Nói về hạnh phúc thì đây không phải là những cái vấn đề mà nó đi theo cái lề luật của xã hội, mà đó là cái cảm giác trạng thái đủ đầy trọn vẹn mà chính bản thân của chúng ta cảm nhận được. Vậy thì hạnh phúc được quyết định bởi điều gì? Thì đa phần chúng ta thấy ở đây những vấn đề xảy ra trước khi chúng ta sinh ra, hoặc là những vấn đề về ngoại cảnh đều là những cái phần mà chúng ta hoàn toàn không thể nào tác động lên được. Thì điều duy nhất mình có thể tác động và thay đổi được đó chính là cách chúng ta suy nghĩ. Như vậy thì một cách nghĩ tích cực sẽ có thể tạo ra được một cảm xúc tích cực, từ đó sẽ dẫn đến những thái độ, hành động phù hợp và nâng cao cái nhận thức chung của chúng ta. Và ngược lại, như vậy thì chúng ta cần phải chủ động lựa chọn những cái cách nghĩ tích cực trong những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình. Thì đây không phải là một cái năng lực mà nó tự nhiên sẵn có, mà chúng ta cần phải luyện tập càng sớm càng tốt. Giống như là trong ca khúc của Trịnh Công Sơn, mỗi ngày không phải là mỗi ngày tôi có một niềm vui, mà là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và thông thường thì các cách nghĩ tích cực sẽ được xuất phát từ một cái nội tâm tĩnh lặng. Đó là lý do vì sao mà những bài tập thở, những buổi thiền định là rất là được khuyến khích. Thì đối với vai trò của người chăm sóc thì chúng ta cũng nên tạo ra và tôn trọng cái không gian cá nhân tối thiểu dành cho người thân lớn tuổi của mình, để ở nơi đó thì họ có thể tự làm những cái vấn đề, những cái công việc mà mình yêu thích, cũng như là cũng đủ cái sự tĩnh lặng để tạo tiền đề cho những cái cảm xúc tích cực nó được nảy sinh. Điều tiếp theo mà mình có thể tác động được đó là chủ động tạo ra cái hạnh phúc tự thân từ những cái hành động cụ thể. Thì mẹo ở đây là chúng ta sẽ không đợi cảm giác vui thì mới bắt đầu thực hiện, mà chúng ta cứ làm đi rồi cái cảm xúc tích cực nó sẽ đến. Giống như là khi chúng ta muốn có một cái ánh sáng ở trong căn phòng thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là bật công tắc. Vậy khi thực hiện những cái hành động này sẽ có 3 nhóm những cái chất sau đây sẽ được chính trong cơ thể của mình tạo ra. Đầu tiên đó là dopamine sẽ được tạo ra, sản xuất ra khi chúng ta làm những cái hoạt động thiên về giải trí và sáng tạo. Tức là những cái hành động nào mà nó có một cái động lực được thực hiện, rồi sau đó chúng ta có cái mục tiêu được hoàn thành. Cho dù đó là những điều rất là đơn giản như là ngủ dậy vào một cái giờ nhất định nào đó trong ngày, hay là mục tiêu là chúng ta sắp xếp lại cái khu vực của cá nhân, hay là dành bao nhiêu phút đó để chăm sóc cây cảnh trong nhà. Hoặc nữa là nếu mà chúng ta có những cái thú vui hoặc là những cái năng khiếu đặc biệt thì nên là duy trì những cái điều đó, chẳng hạn như là nấu ăn, làm bánh, chơi nhạc cụ, nghe nhạc hoặc là chơi cờ, miễn sao nó nằm trong những cái hoạt động lành mạnh là được. Cái hormone tiếp theo sẽ được sản xuất ra trong cơ thể mình đó chính là oxytocin. Khi mà mình tạo được những cái hoạt động liên kết
tình cảm, cả trao đi và nhận lại những cái yêu thương dành cho những người thân, những người xung quanh mình. Thì khi đó, khi mà những cái tình cảm tiêu cực được loại bỏ bớt và chúng ta thay vào đó bằng cách là xây dựng và duy trì những cái tình cảm tốt đẹp, và từ đó sẽ thể hiện ra thông qua những cái lời nói, cử chỉ và hành động, thì sẽ giúp tạo ra cái hormone gắn kết này rất là nhiều. Và cũng xin lưu ý rằng nếu như chúng ta có người thân lớn tuổi đã trải qua một cái giai đoạn đơn thân, và nếu như họ có thể gặp được một người bạn đời ở cái lứa tuổi già, thì đó cũng là một điều cần phải được đón nhận và khuyến khích. Một cái hormone nữa đó sẽ là serotonin, là một chất sẽ được chính cơ thể của mình sản xuất ra khi mà chúng ta thực hiện những hành động kết nối giữa người với người, người với thiên nhiên, để làm sao mà những cái hành động đó mang lại những cái giá trị tích cực, cho dù đó là nhỏ hay là lớn trong cái gia đình hoặc là cái cộng đồng mà mình sinh sống đó. Thì những giá trị có thể trao đi có thể là những kiến thức, những lời khuyên hoặc là những cái hành động cống hiến chúng ta có thể thực hiện trực tiếp hoặc là thông qua những cái đường truyền internet, những cái mạng xã hội. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì chúng ta vẫn có thể có được cái internet để duy trì cái hoạt động kết nối và tạo ra cái nguồn serotonin này. Vậy thì khi mà chúng ta làm đầy cái không gian sống của mình bằng tất cả những cái hormone hạnh phúc này, thì đó là cái liều thuốc mà tích cực nhất mà không có bất kỳ một người bác sĩ tâm lý hay là tâm thần nào có thể giúp mình cung cấp được cho chính mình tất cả những cái hormone hạnh phúc như vậy. Như vậy thì thay vì đặt cái quyết định hạnh phúc của chúng ta vào những cái vấn đề mà mình không thể nào tác động được, thì chúng ta sẽ dồn nó vào những cái gì mà mình có thể chủ động thay đổi được. Đó là suy nghĩ của chúng ta, lựa chọn một cái cách nghĩ tích cực hơn, cũng như là chủ động tìm được những cái hành động nào đó để mình có thể lấp đầy cái cuộc sống của mình bởi những cái điều tuyệt vời này. Vậy là sau khi chúng ta có những cái điều kiện để chuẩn bị được một cơ thể cũng như là tâm hồn được khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ bước vào nội dung thứ ba, cũng là cái nội dung cuối cùng, đó là làm thế nào để có thể tổ chức được một cái cuộc sống an toàn cho người cao tuổi. Cái cảm giác an toàn sẽ được tạo ra khi mà chúng ta chủ động phòng tránh được những cái tình huống bất lợi không mong muốn có thể xảy ra. Thì đối với người thân lớn tuổi thì nên trang bị một số những vật bất ly thân như sau. Đầu tiên là những cái giấy tờ liên quan đến những cái thông tin cá nhân như là chứng minh thư hoặc là bản photo của nó, bản thẻ bảo hiểm y tế, và khuyến khích là chúng ta nên có một cái thẻ thông tin về mặt sức khỏe. Thì đây là cái thẻ gì? Thì cái thẻ này sẽ có những cái thông tin nền tảng của chúng ta như là nhóm máu, những cái nguy cơ đã có, những vấn đề về dị ứng, đặc biệt là với dị ứng với thuốc hoặc là với những cái thực phẩm đặc biệt. Ngoài ra là sẽ có được các những cái thông tin về bệnh lý nền, những cái chức năng nền tảng của các cơ quan trong cơ thể nếu mà nó có hiện tượng là suy giảm. Ngoài ra là còn có những cái thuốc điều trị chính mà người thân của mình đang sử dụng hàng ngày. Thì cái thẻ thông tin sức khỏe này có thể được cung cấp bởi chính bác sĩ chăm sóc cho người thân của mình, và người bác sĩ này là làm việc ở những cái cơ sở y tế có uy tín. Thì như vậy, trong bất cứ những cái trường hợp nào, dù là can thiệp khẩn hoặc là không khẩn, thì đối với những người nhân viên y tế khác bên ngoài cái người bác sĩ chính chăm sóc cho người thân của mình, thì họ cũng sẽ có được những cái thông tin tối thiểu cần thiết để ra được các quyết định điều trị phù hợp, chẳng hạn như là cần truyền máu khẩn hoặc là cần điều trị nhiễm trùng, lựa chọn cái kháng sinh nào đó mà người thân mình có thể đang có dị ứng, thì sẽ lựa chọn những cái kháng sinh khác không có gây nguy hiểm, hoặc là lựa chọn những cái thuốc nào đó mà không có ảnh hưởng đến chức năng gan thận, giả sử như mình người thân của mình đã có những vấn đề về suy gan hay là suy thận. Và một cái nữa là để tránh cái tương tác giữa các thuốc khác nhau, đặc biệt là những cái tương tác gây nguy hiểm. Vì vậy mà cái thẻ về thông tin sức khỏe này là rất là cần thiết, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Món đồ cần chuẩn bị tiếp theo đó chính là một cái điện thoại di động đơn giản.
không cần quá nhiều những cái tính năng đặc biệt, nhưng mà cần sẽ có cái chức năng là định vị để giúp cho chúng ta có thể tìm được cái người thân của mình trong trường hợp lạc đường. Hoặc và bên cạnh đó là sẽ có được cái số liên lạc khẩn để người thân của chúng ta có thể thao tác một cách đơn giản và liên lạc được với chúng ta một cách nhanh nhất có thể. Món đồ tiếp theo đó là những cái thuốc điều trị khẩn. Thì nếu như người thân của mình có những vấn đề về bệnh lý nền nhưng mà có những cái nguy cơ có thể diễn biến xấu một cách đột ngột thì cần những cái thuốc hỗ trợ khẩn. Giả sử như là thuốc giãn phế quản cắt cơn trong bệnh hen phế quản, giả sử như là thuốc chống dị ứng trong những cái dạng dị ứng từ trung bình đổ lên, hoặc là bệnh tim thiếu máu cục bộ có triệu chứng đau thắt ngực thì cũng có cái viên ngậm dưới lưỡi, vân vân. Thì chúng ta nên trang bị những cái thuốc như vậy và để sẵn bên người. Một món nữa là đó là tiền mặt. Đôi khi ở một cái giai đoạn trước chúng ta sẽ có quen quen cái thói quen là sử dụng thẻ, thì đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ để dự phòng những cái nguy cơ mà mình không có được cái nơi để rút tiền, hoặc là mình đột ngột quên cái mật mã để rút tiền chẳng hạn, thì luôn là dành một chút tiền mặt ở trong trong bóp trong ví. Và đối với những cái vật bất ly thân này, khi mà người thân lớn tuổi của mình đi ra ngoài thì sẽ đeo trên người, còn khi mà ở trong nhà thì đặt những cái vật bất ly thân này ở những cái vị trí mà sinh hoạt chính của người thân của mình để chuẩn bị cho một môi trường sống an toàn. Thì bên cạnh những cái vật dụng, những thiết bị cần thiết cho những cái tiện nghi của chúng ta trong ngôi nhà ở thì cũng cần đảm bảo những vấn đề an toàn như sau. Đầu tiên đó là an toàn về mặt thông khí. Thì như đã chia sẻ ở phần đầu của bài trình bày thì cái nguồn dưỡng chất của mình có thể đến từ nước, từ thực phẩm và cả từ dưỡng khí và cung cấp một lượng oxy cho cơ thể. Thì để cho cái nguồn không khí của mình được trong lành thì chúng ta nên đảm bảo cái luồng thông tự nhiên của không khí từ cửa sổ, từ quạt gió, từ giếng trời và đảm bảo cái thời gian mở cửa được đầy đủ. Thì đối với những ai mà sống ở nơi có không khí lạnh thì chúng ta cũng nên mở cửa 5 phút trong mỗi 1 tiếng đồng hồ, thì cái hiệu quả không khí nó sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta đóng cửa kính trong suốt cả buổi rồi sau đó mở hẳn ra 15-30 phút. Bên cạnh đó thì mình cũng nên hạn chế sử dụng những cái hóa chất bay hơi có nồng độ đậm, có mùi hương đậm, cũng như là những thiết bị có gây ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí trong nhà. Giả sử như là khí gas nên bật khóa an toàn sau khi sử dụng, và cũng hạn chế sử dụng những cái chất đốt từ các cái sản phẩm sinh học như là nhang, từ khói nhang, khói trầm quá nhiều, hoặc là từ bếp củi lửa. Điều thứ hai cần phải đảm bảo đó là an toàn về điện. Thì khuyến khích quý bà con cô bác chúng ta đọc kỹ cái cẩm nang về phòng cháy chữa cháy trong gia đình được biên soạn bởi Cục Cảnh sát của phòng cháy chữa cháy nếu là đầy đủ. Thì ở đây lưu ý một số những vấn đề như là đối với thiết bị dành cho người lớn tuổi thì chúng ta nên bảo dưỡng thường xuyên, thay mới khi cần thiết. Các cái dây dẫn thì được đảm bảo an toàn và ở trạng thái là cái chất lượng tốt. Nên dọn dẹp những cái vật dụng mà có nguy cơ bắt lửa và cũng đảm bảo cái ánh sáng để cho người lớn tuổi có thể thấy đường khi mà di chuyển, khi mà trời tối, đặc biệt là những cái đèn tự động phát sáng ngay trước cửa phòng của họ, hoặc là trang bị sẵn những cái đèn pin ngay tại cái tủ đầu giường. Một cái an toàn nữa đó là an toàn về di chuyển ngay bên trong ngôi nhà ở. Thì một cách tối ưu thì nơi sinh hoạt chính của người lớn tuổi thì nên được bố trí ở tầng trệt, hoặc là ở cái tầng nào thấp nhất mà với cái lối đi di chuyển thang lầu an toàn, có cái tay vịn chắc chắn. Ngoài ra thì nếu mà trên cùng một cái mặt phẳng sinh hoạt thì chúng ta nên tránh những cái bậc tam cấp không cần thiết, đặc biệt là những cái bậc thang mà nó lại có cùng cái màu sắc nữa thì lại gây dễ cái nguy cơ té ngã cho người lớn tuổi. Ngoài ra cũng trên cùng một mặt phẳng thì chúng ta nên dọn dẹp đồ đạc được gọn gàng và tránh sử dụng những cái vật dụng hay là thiết bị có mũi nhọn. Và một điều nữa đó là chúng ta đừng ngại sử dụng những cái vật dụng, những cái thiết bị hỗ trợ để nhằm mục đích là phòng ngừa té ngã cho người thân lớn tuổi của mình.
các vật dụng cũng như là thiết bị để dự phòng té ngã có thể trang bị như là đối với nền nhà, đặc biệt là nền nhà ở khối khu vực dễ bị ẩm ướt như là nhà vệ sinh, toilet, sân hoặc là khu vực bếp thì nên sử dụng những cái nền nhà nào mà nó không có quá bóng gây trơn trượt, nên có độ bám. Và nếu có thể thì chúng ta sử dụng thêm những cái miếng lót để giúp phòng ngừa tránh trơn trượt ở những cái vị trí này. Ở khu vực vệ sinh thì có những cái thiết bị hỗ trợ cho cái vấn đề là người lớn tuổi di chuyển tự thực hiện những cái hành động vệ sinh cá nhân được thuận lợi, và một cái ghế để giúp cho người lớn tuổi có thể ngồi tắm một cách an toàn và vững vàng cũng là điều nên được chuẩn bị. Đối với những hoạt động mà cần phải thay đổi tư thế thì chúng ta có thể trang bị thêm những cái vị trí có gắn những cái thanh vịn như vậy chắc chắn, và tùy theo cái mục đích sử dụng mà mình có thể lựa chọn những cái hình thức của cái thanh vịn đó theo cái nhu cầu của cá nhân. Chúng ta có rất là nhiều những cái mặt hàng này mà chúng ta khi cần nghĩ đến và chúng ta tìm để đáp ứng cái nhu cầu của từng người thân của mình. Đối với người chăm sóc thì những cái hành động chăm sóc dành cho người thân của mình sẽ đạt hiệu quả hơn khi mà chúng ta có thể chú ý đến những cái tiểu tiết, chẳng hạn như là đảm bảo cho người thân của mình có được cái thời gian được thoải mái, miễn sao nó vẫn phù hợp với cái giờ sinh học của họ, không bị hấp tấp vội vã dẫn đến là dễ bị té ngã. Đối với quần áo và giày dép thì cần phải thích hợp với lại thói quen sinh hoạt hoạt động hàng ngày cũng như là những cái bệnh lý về xương khớp nền của người thân của mình. Giày dép thì chúng ta nên chọn những loại mà nó không có phức tạp khi mà mang vào tháo ra, và cũng như là có cái độ bám tốt đối với sàn nhà, và cái khu vực mà thay giày dép thì cũng nên có một cái ghế vững vàng có điểm tựa. Đối với quần áo cũng vậy, giả sử những người thân của mình có một cái vấn đề về co rút ở khớp vai chẳng hạn thì cái áo phù hợp sẽ là những cái dạng áo sơ mi cài trước có độ chung giãn, và tránh những cái áo tròng đầu không có độ chung giãn. Chúng ta có thể quan sát và xem là người thân của mình có vấn đề gì để chúng ta trang bị những cái quần áo được phù hợp. Đối với lại nệm gối cũng như vậy, cũng phù hợp với riêng những cái sở thích, những cái mong muốn, nhu cầu cá nhân riêng, và cũng phù hợp với lại tình trạng bệnh lý xương khớp. Thì một cái nệm gối phù hợp thì nó sẽ rất là cá thể hóa, thì điều để chúng ta có thể biết được nó có phù hợp với người thân của mình hay không thì chúng ta có thể quan sát sau cái giấc ngủ thì người thân của mình có cảm thấy là khỏe khoắn và không có bị đau sau khi thức dậy hay không, thì là cái nệm gối đó nó trong cái trạng thái phù hợp với họ. Một cái nữa là cái phương tiện di chuyển này cần phải an toàn dành cho người thân của mình. Cho dù đó là phương tiện 4 bánh hay là 2 bánh thì người thân của mình cũng cần phải được đeo cái dây an toàn và ngồi ở cái vị trí là ghế chính, tránh cái vị trí ghế trung gian hay là ghế phụ. Đối với lại xe 2 bánh thì cũng có thể có cái dây đai an toàn để giúp cho tránh cái nguy cơ bị té ngã chúng ta có thể trang bị. Và một điểm nho nhỏ đó nữa là sổ ghi chú dành cho người thân của mình thì khi mà đến một cái lứa tuổi mà chúng ta bắt đầu có sự suy giảm về mặt trí nhớ thì cuốn sổ này sẽ giúp phần nào cải thiện cái mức độ chủ động của người thân của mình trong mọi hoạt động trong cuộc sống, nhất là khi mà cái người chăm sóc đang phải đi làm hoặc là không có mặt ngay cái lúc mà người lớn tuổi của mình đang cần. Thì chúng ta có thể ghi chú những cái gì, những cái số điện thoại khẩn của người thân của mình, hoặc là những cái số điện thoại về cấp cứu như là 114 báo cháy, 115 cấp cứu, những cái số mật mã dành cho những vấn đề quan trọng ví dụ như là két sắt của mình chẳng hạn, hoặc là tài khoản ngân hàng, hay là những cái vấn đề thường thức hơn như là mật mã về email, về các cái mạng xã hội mà trước đây người thân của mình cũng đã từng sử dụng. Thì để tránh cái việc là lãng quên đột ngột thì chúng ta có cái cuốn sổ này thì cũng giúp chủ động hơn rất là nhiều. Và đến giai đoạn mà người thân lớn tuổi của mình có thể bị hạn chế về những cái vấn đề về tự di chuyển thì khi mà giúp nâng lực chúng ta có thể đảm bảo những vấn đề như sau. Thứ nhất là nâng đỡ theo các cái cơ lớn và những cái xương lớn như là vùng vai và vùng đùi, tránh cầm nắm vào những cái vị trí mà chúng ta thấy là dễ nắm bắt như là cổ tay, cánh tay vì rất dễ gây những cái tổn thương. Và khi mà chúng ta nhấc nâng lực
thì không dồn sức vào cơ lưng và cố gắng luôn giữ cho phần cột sống cả từ lưng, từ ngực và cổ được thẳng. Và trong những cái tình huống mà nếu mà có khẩn cấp thì cũng nên kêu gọi sự trợ giúp, cái sự nâng đỡ từ phía hai người thì nó sẽ luôn an toàn hơn là chúng ta tự một mình cố gắng nâng lực người thân của mình. Và trên thị trường thì có rất là nhiều những cái đai dịch chuyển mà bán sẵn, thì chúng ta cũng có thể mua để ở nhà phòng phòng hờ những cái trường hợp có thể sử dụng đến, thì khi đó cái đai dịch chuyển này sẽ giúp di chuyển một cách an toàn. Và như vậy là chúng ta vừa lần lượt tích lũy những cái kiến thức tối thiểu để chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới để có thể vững vàng hơn, đó là chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh, chuẩn bị những cái điều kiện để một cái sức khỏe tinh thần được tốt đẹp và những cái cách nhỏ nhỏ để tổ chức một cái cuộc sống an toàn. Thì đối với vị trí của người chăm sóc thì chúng ta sẽ cần phải, bên cạnh những cái hướng dẫn chung thì chúng ta cần quan sát cũng như là lắng nghe, thấu hiểu những cái điều đặc biệt riêng của chính người thân của mình, để từ đó mà từ cái tình yêu thương chúng ta có thể thiết lập được một cái cuộc sống tốt đẹp phù hợp cho chính người thân yêu của mình. Và xin kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay bởi một cái câu châm ngôn của Đức Dalai Lama, đó là tạm dịch, đó là hạnh phúc, đó là trạng thái cao nhất, đủ đầy nhất của sức khỏe. Và kính chúc cho quý bà con cô bác chúng ta có thể chủ động tạo được những cái động lực đủ lớn, đủ mạnh và sau đó là đưa mình đến những cái trạng thái tốt đẹp nhất có thể của sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe, sự chú ý của quý bà con cô bác và xin